Hai thầy trò Ba Rùa xin chào các bạn. Hôm nay mình đi xuống đây mình canh nước cạn mình câu nha các bạn. Tại hôm qua câu bên phía rạch Rục Bình á, canh nước cạn này cá rô mề nó ăn rất là nhiều. Câu được 3-4 con rô rất là bự. Rô phi nó cũng ăn nữa. Mình câu mồi trứng kiến mà rô phi nó cũng ăn luôn. Hôm nay mình xuống cái rạch bên Cẩm Hồng Đình này mình câu. Mấy cái đê kè này người ta mới đắp, đất cũng cột mềm, đi lúng chừng. Là một con rô đầu tiên rồi các bạn. Rô mình câu bằng trứng kiến vàng các bạn. Mình đem trứng kiến vàng với dế. Con gì nó nhịp nhịp nhẹ nhẹ cái phao mình kìa. Thấy nó sôi bọt lên ngay chỗ cái phao nữa. Đây à. Bên đây là cá ăn nữa kìa. Rô nữa. Đó mình để xuống cái nó dịp phao liền à. Lẹ thiệt á. Ghê kìa. Rô nữa. Ngày ổ hay sao vậy bạn ơi. Cá ngon ghê không? Kéo dữ, kéo. Đói. Chưa được con gì ngay đó. Nó kéo mình. Như kéo cò à. Nhịp mà kéo không lên. Chơi buông tay. Kéo nữa kìa. Lẹ. Kéo đi. Trứng kiến thơm mà. Trứng kiến thơm. Dướng à. Lụm hàng cá rù rồi. Giờ cá rù lớn chưa ăn đâu, chút cho nước cạn lại kìa. Mình lại mấy cái bụi lục bình đó bạn, hay mấy bụi cỏ mình ngồi mình câu. Thế nào cũng lụm mà. Giờ nước gì nó đi lan, chúng nó dồn vô mấy cái bụi đó nó nằm thì câu thải chứng kiến nó có nhử mồi nó lại ăn. Tại hôm qua mình cũng câu thử rồi, hôm nay mình hy vọng sẽ câu được mấy con cá bự bự một chút. Giờ nó cho đàn em nó ra trước, một chút nó ra sau. Bạn thấy không? Thải giờ nó lại đó, nó nghe mùi chứng kiến nó lại nó đánh móng đó. Nhịp nữa kìa. Đó. Nó phải rê cái phao chạy thì mình giật dễ dính, còn nhịp nhịp thì chưa đâu. Hôm nay mình mua tới 2 lon trứng kiến bạn.
là chiến đấu với mấy cá rô này tới trưa luôn. Kéo chạy là dễ dính rồi không ạ? Mấy rô mề thì nó khô lắm, nó nằm trong mấy cái lùm nè chứ nó không ra trống như vậy đâu. Nó ăn cũng êm, rê nhẹ 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 phao chứ không phải chạy như mấy con cá rô nhỏ. Bạn thì mình thì nằm ngắm cảnh ở đây, bạn không quan tâm mình câu nhiều ít đâu, bạn chỉ thích đi ngắm cảnh với đi tắm sông vậy thôi. Cá gì kéo ghét không? Chạy nhanh lên. Bạn thấy nó cách năng nó ghét nhịp 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 chạy cái mới sướng lúc phao. Rô mề mới xuất hiện đây. Lớn nhỏ gì ăn cũng cho vô vỏ anh ăn bạn ha. Hai cần hai con ha. Để xuống ăn nằm ở dưới nó chờ mồi. Ôi giời, trời ơi. Rồi, tính cấp.
tướng cá rô bự kéo ngon quá. Nước bắt đầu cạn mạnh rồi bạn. Lại cái bụi lục bình này nè, bạn thấy không? Mình sẽ câu cái rìa này. Hy vọng có cá lớn ra ăn ha. Chỗ này hơi khó ngồi các bạn. Cái bờ nó có cái dốc nè. Bạn thấy không? Có về lại xuống hơi khó ngồi. Sảy rồi. Mấy con cá bự mấy bạn thấy không, nó ở trong mấy lục bình này nè, lục đúng rồi, lục bình rau muống này nè, núp ở trong á. Ừ, rất có con gì nhất thôi, nó lau kiến thấy nặng trịch. Ồ đó cơ. Kéo ngủ quá. Canh kịp. Ở trong này. Ký mấy con rô bự bự. Càng. Thế. Cá gì nó ăn rất là kỳ. Nó ghi cái phao chặt vậy luôn à. Nó cạn rồi cái bọng nó chảy ra vậy mà cá cũng ăn các bạn. Chài đến đâu phi.
dám đi kìa, đi qua vậy. Không có, không có. Mới làm cho anh nhiều luôn. Dằn lưới cũng khó dính, nó thấy mình động nó chạy mất nha. Dạ. Đâu có ở chỗ. Nó làm dằn chút xíu à. À. Năm mấy ký, chục ký xíu à. Dằn dằn không có. À, cũng hồi đó cũng dằn đây. Chà này mình mua dưới quê lên đây là mua ở bên Biên Hòa Đồng Nai. À ở Đồng Nai. Mấy anh này ở bên Biên Hòa xuống chạy rồi. Mấy anh cũng chịu khó. Dính một bầy. À cái gần đầu rạch rồi đó. À 4 con bự hả? 4 chi 8. Ông kia mua 2 con. Ông nói nuôi mà không. Mà tụi em chạy về ăn chứ không đâu quán mua gì. Con rộng ở nhà có 3 ký mấy. À, để coi. Bự quá. Cái đó phải phi lê ra, nhúng giấm hay là nướng ra. Thái à. Thái à. Thái à. Ừ, thấy chú quá chừng kìa. Này dính nhiều nè. Ăn quá chừng luôn. Được phi rồi, đó. Rồi. Mày con bự ha. Đảo ra. Đó. Gì với đã nè. Cái mùi nhỏ. Đôi phi cỡ này dày chiên ha. Chiên gừng. Chiên xù. Làm nước mắm là cho ngon. À đâm nước. Sắn đồ. Cũng bánh chản luôn ha. Tẩy tẩy. Hôm nay không có đi làm hay sao đi chạy. Dạ. Ở ngoài đó làm xong rồi. À. Cái chà này mua nhiêu trên đó? 800. 800 ngàn. Chà này chủ yếu bắt cá, nó lẹ ha. Cá lẹ. Nó chìm lẹ. Lục bảy cá chạy ha. À, kia dính con cá trôi nữa.
cá này là cái gì? À, dạ. Cá trôi, cá trống gì á. Con nữa đó ha. Dạ, con nữa. Con này nhỏ, con nãy. Sống đảo quá, nước cạn. Nước cạn nó ít ăn lại, nó vô mấy cái lục bình nó nằm. Phi cũng ăn trứng kiến luôn. Úi, trời. Cá như cá chấm cỏ. Chấm cỏ quá phải không? Anh cũng ngon rành với con này.
của mình. Bạn thông cảm mà nói hết nổi. Về tới nhà rồi nè các bạn, đói quá đói. Tôi nói không nổi luôn. Cái gô này cái đồ mình cần cho. Cái này dịch đã. Mấy cá này ăn sứ khí rồi. Đó, nay được như đây. Buồn thế nào. Ừ. Nhỏ cái chiên xù ngon. Ừ. Rồi, ui, cảm ơn bạn nha, chào bạn nha. Cá này bà xã mình khoái chiên.